ngương nào lên thiên thay, nơi hoa xuân không hề tàn, nơi bướm xuân không hề nhạt, nơi tình xuân không uối màu bao giờ. Vương Đức Lệ thơ sót còn trong trí nhớ. Nhà thơ Vương Đức Lệ rời khỏi Trần Thế vào ngày 20 tháng Giêng năm 2008. Đến hôm nay là 10 năm. Thời gian qua đi, nhưng những câu nói chân tình đầy xúc động khi chia tay còn văng vẳng trong tâm thức những người yêu quý thơ Vương Đức Lệ. Thí dụ như nhà văn Uyên Thao đã phát biểu trong buổi chia ly. Cho tới giờ phút này, tôi cảm thấy như tôi đang nằm mơ tôi biết rõ là tôi không ngủ tôi biết rõ những sự việc xảy ra chung quanh là sự thực nhưng tôi không cản được mình mong mỏi mọi việc không đúng như thế cái tâm trạng mà tôi thấy rõ nhất là mình đang vây hãm trong một cảm giác cô đơn tôi biết rõ không ai có thể từ bỏ cái nghiệp của mình không ai từ chối được thân phận nhưng mà quả thực không dễ dàng chấp nhận sự xa vắng hoàn toàn của vương đức lệ khi nhà thơ vương đức lệ còn sinh tiền nhà văn uyên thao cũng đã phát biểu vương đức lệ sống trong lúc làm thơ và làm thơ để sống trong khi hướng sống của anh gắn bó không rời với tình cảm thương yêu sẵn có nơi con người từ cả ngàn đời trước vương đức lệ không chỉ có mặt trong thiên đường riêng của nguyễn bính hay vũ hoàng trương mà có mặt ở khắp nơi chính vì thế thơ vương đức lệ đã hợp thành bức tranh đời khơi dậy không ít ưu tư nơi người đọc bởi những bài thơ đó chính là cuộc sống của con người việt nam bị buộc phải gánh chịu thân phận nạn nhân trong giai đoạn lịch sử suy vong của đất nước mình nhà thơ giang hữu tuyên viết về chân dung thi ca vương đức lệ người đọc vương đức lệ gần như không tìm thấy nơi thơ ông một sự sốc nổi quá đáng một cách tân xa lạ, kiêu kỳ hay sự bùng nổ phá vỡ, xóa tan ngôn ngữ, hình tượng nào. Mà gần như trái lại, bốn mùa thi ca, bốn mùa thơ Vương Đức Lệ chan chứa những cảm xúc chín mùi sâu lắng mênh mang của tài thơ chìm đắm say sưa với muôn sắc màu góc cạnh của cuộc sống. Cây nghiêng nắng xế lưng đồi, vàng thu lá muộn chiều phơi bóng tà hình ảnh trong thơ có gì đâu chỉ là những hình ảnh cũ thường nhật chỉ là cây nghiêng chỉ là bóng xế lưng đồi chỉ là ngày thu chiếc lá rơi muộn trong buổi chiều vậy mà chỉ với hai chữ chiều phơi toàn bộ cảnh tượng trở nên có linh hồn thơ tràn đầy sinh lực hình ảnh cũ trở nên mới chiều mà làm sao phơi được bóng hay bóng làm sao phơi được chiều vậy mà chỉ cần trao cho danh từ triều tượng và động từ cụ thể hai nhiệm vụ bất ngờ, họ vương đã dựng lên sừng sững một bóng xế tráng lệ lấp lánh giữa thi ca. Thơ vương đức lệ không phẫn nộ, không vô vập, không gào thét, không riêng đau, mà là những chăn trở của hình sông dáng núi, của những thầm lặng tưởng tiếc nhớ nhung giữa hữu hạn và vô cùng. giờ tập thơ cũ thơ Vương Đức Lệ, mấy vần thơ còn sót lại trong trí nhớ. Thế những tấm ảnh ở bìa sau, anh Mạnh Đan năm 1967 tươi tắn mỉm cười, nhưng những bức ký họa của Chóe, Phan Diên, Tạ Tị và Đằng dao thì khác hơn. Những cặp kính đen nhìn đời, những nét phác khắc khổ, những hình tượng gợi lại một nỗi niềm nào đó, có thể là ảnh hưởng của chiến tranh của vết thương trên mắt từ thùa tiết mậu thân ở Long An. Có một chút buồn giàu, có một chút thời thế ghé chân vào, trong cái không gian tối sậm trong những nét vẽ như muốn hằn lên những dấu tích của đời người. Chân dung buồn và thơ như nỗi niềm man mác của những câu nói khó tìm được lời giải đáp về cõi nhân sinh mịt mù. Những câu thơ viết từ năm 1968, cách nay hơn 40 năm vẫn còn âm vang. Một trăm năm trước ta nào có thế kỷ sau này át cũng không. Ta đến rồi đi và mất dấu giữa trời vô tận đất mênh mông. Thơ Vương Đức Lệ, thơ của người không tuổi không tên, của những nỗi niềm ẩn khuất sâu trong tâm hồn mỗi người. Dù tuổi 20 hay tuổi 60, cũng chỉ là chung những cảm xúc của trời đất quanh ta của những cõi người có khi trầm mặc nhưng cũng có lúc bão rông mãnh liệt. Những bài thơ lục bát tưởng đã thành khuôn dấu của sáu mòn, nhưng có lúc thành một cộng hưởng của những rung động trung mang, của những âm ba mơ hồ, quen nhưng thao thiết lạ. Từ những trang dở vào bên trong, tìm đọc bất chợt một bài thơ không chủ đích chọn, tình cờ, như cái chết vừa đến với một người, bài bóng ngày qua phân vân mở nắp quan tài ngẩn ngơ ướm hỏi quan tài đó ư ngày nào tóc biết còn tơ giật mình xương điểm bạc phơ mái đầu cùng một trang bài thứ hai sân khấu cuộc đời có phải là một tấn tuồng gần đến hồi kết cuộc khép lại những trò chơi xóa đi những khuôn mặt bôi vôi của vai hề nhạt nhẽo làm trò cười cho người khi giọt nước mắt thầm rơi Kìa tấm màn nhung khép lại rồi, soi gương người xóa mặt bôi vôi. Ngoài kia chăm họ ai cười khóc, có xót riêng người nước mắt rơi. Bài thứ ba, Hóa thân, cát bụi lại trở về cát bụi. Em và ta cùng chia sớt với nhau những ngày tháng dương trần, để rồi cùng phải theo lẽ sinh diệt tự nhiên của lẽ tuần hoàn. Từ thân cát bụi ta về, Cùng em phận nhỏ ngồi chia cát lầm Dìu nhau suốt nẻo đường trần Quẩn quanh rồi cũng mộ phần chia hai Và bài chót trong cùng một trang Một đóa vô thường Ta đi quá nửa đường trần Qua cơn thành trụ còn phần hoại không Hạt tình kết quả tai ương Hóa sinh một đóa vô thường đó thôi Thơ sao như nghe của người nửa bước cõi dương trần, nửa bước cõi âm cảnh. Không biết tác giả làm những bài thơ này lúc nào mà nghe như lời chăn chối. Không biết có phải linh tính đã báo trước một chuyến đi thật gần, hay qua những cảnh đời biển dâu tang tóc, cái ý nghĩ của một người hiểu sự trở về của mình như vòng sinh diệt, như con đường rồi ai cũng phải ghé qua. Những câu thơ Vương Đức Lệ dường như rất quen trong tiềm thức mỗi người chúng ta nếu nói rằng có khi chúng ta cũng có cùng hoàn cảnh có cùng tâm tư như thế thì cũng chẳng sai thời thế này cuộc sống này ai cũng đều phải làm quen với những chặng đường nhân sinh phải đi qua những hầm hố trông gai chờ sẵn và thế giới của thi sĩ cũng là chung mọi người việt nam của một thời đại có một không hai trong lịch sử kim cổ tôi đọc thơ vương đức lệ như chia sẻ cái liên cảm của người thơ hôm nay ngẫu nhiên trời lạnh và cái khí hậu heo hắt của mùa thu ấy đã phả vào thơ nỗi niềm man mác trong tôi với thi sĩ họ vương tôi chỉ là người đọc thơ và chỉ gặp mặt một đôi lần nhưng hình như tôi đã biết ông lâu rồi thủa còn xa xăm lắm tôi nhớ khi tôi còn là cậu học trò trung học Tôi đã biết và đọc thơ ông. Tôi cũng nhớ tập thơ 40 bài thơ mà ông in chung với nhà thơ Mai Trác đều khác với những tập thơ cùng thời. Cái khổ thơ vuông vuông ấy làm tôi nhớ mãi đến bây giờ. Và nội dung thơ cũng theo trí nhớ của tôi. Thì rất nhiều dụng công để làm mới. Và theo tôi biết, thơ ông có cái khác lạ, cả về hình thức lẫn nội dung. Hình thức thì từ cách trình bày đến khổ thơ, sau này tập thơ ấy được giải thưởng văn chương toàn quốc về thơ năm 1961. Bây giờ khác với ấn tượng đã có. Đọc lại tuyển tập thơ Vương Đức Lệ, tôi lại thấy những bài thơ khá cổ điển, những bài lục bát, những bài tứ tuyệt. Trong hơi thơ, thấy vời vợi những nỗi buồn và cái không gian thơ ấy đã lan tỏa để đi vào giác quan của người đọc. Những thi ảnh cũng có nét của bàng bạc, cảnh chỉ là nét phác thảo mờ mờ để chuyên trở tâm cảm người làm thơ thơ có khi là những dòng chiết luận của một tâm cảm nghĩ rằng đã gần đến lúc tàn cuộc nỗi chết như bước chân của khuôn cửa hẹp gần gần mỗi lúc mỗi bước chân đi huyệt tới gần người trăm năm níu mộng trăm năm mới ngày mẹ dắt tay lần cửa cửa hẹp trần gian khép lại dần cũng có khi chuyện rời dương thế chẳng phải lại toàn là nỗi buồn mà có khi ở huyệt sâu sẽ là nụ cười của một người thấy được cái dối gian của lời ai điếu cánh cửa trần gian khép lại rồi sầu tôi sẽ lấp hãy chia vui điếu tang chớ đọc lời gian dối dưới huyệt sâu tôi sẽ bật cười một chút siêu thực một ít trầm tư thơ như những tiếng gió vút qua Nỗi buồn như quần bên người, những vần điệu ngân nga tận đáy lòng, những vết đau nào thầm thì. Ngày trước, thơ đinh hùng là của những thế giới nào hoang sơ, của ngày khai thiên lập địa, lúc trời đất chưa tượng hình cõi nhân gian. Còn bây giờ, ở thơ Vương Đức Lệ, cũng là một trần gian xa lạ của nỗi nhớ niềm thương như gương soi thấy khác kiếp người. Ta còn lại ngàn thu để ngủ, em vội gì thêm nữa giấc cô miên lạnh chỗ nằm nệm gối lỡ xô nghiêng anh thao thức viễn du miền cô độc gian lửa kia ai châm mà lửa bốc ngút trời quên say đắm khói cay nồng hội chứng đêm cuồng tuyết giá mỗi mùa đông đã sáng rồi ư lời anh cám dỗ đêm ngàn thu hiền hiện giữa ban ngày ngất ngây tình hồn xác thuở nào nguôi Em vẫn đó hiện thân loài ma nữ. Anh còn đây thuốc lú với bùa yêu. Ngoảnh mặt lại đã xa dần đất hứa. Ta trở về ôm mặt khóc vu vơ. Nghe đất trời vần vũ đổ cơn mưa. Hang động cũ làm hồn nhau lạnh giá. Sóng thần dâng giữa một vùng biển lạ. Quần đảo xa ngăn cách trái tim người. Tình nồng nàn sắc tố vẫn còn tươi những hình tượng mơ hồ giữa có không giữa bàng bạc cảm giác nguyên sơ và ngút ngàn không gian rậm khắp trong cái thế giới ấy thơ chỉ làm gần hơn những con chữ nối lại những liên tưởng và trầm mặc hơn sâu thẳm hơn những nhận thức trong thế giới riêng mình thi sĩ ảo giác và đời sống thực như nhòa nhạt vào nhau ở phần đời thực là những bài thơ về mẹ những câu giản dị của những hình ảnh đã thành miên viễn không phai. Mẹ quê của một đất trời thuở nào thơ ấu, của lưỡng cải dàn dưa, của cái cò lặn lội bờ sông. Cánh tay mướp vươn dài bờ rậu, mẹ nhìn ra luống cải vàng hoe. Con đôi mắt tìm ông bướm đậu, tóc mẹ thơm hương bưởi bên hè. Thương cái cò lặng lội bờ sông, mẹ về chợ cái tôm cái tép ấm mái tranh xưa chiều hôm khói bếp bữa cơm nào gạo mới đưa hương ánh lửa hồng reo vui nồi cám lợn vườn sau xanh lấm tấm dấu chân gà trên cành chĩu trái na vừa mở mắt lời ca rau mẹ hát buổi chưa xa ba bài thơ ba không gian ba thời gian của một nỗi niềm thương yêu về mẹ người mẹ sẽ lên đường đi định cư ở mỹ để lại người con thi sĩ còn ở lại tử biệt sinh ly, nỗi đau làm nghẹn lời. Và thơ cũng chỉ là những tiếng thầm ở trong lòng, ngân nga đứt ruột. Bởi ông biết khi mẹ ra đi là sẽ không còn bao giờ gặp mặt. Những mảnh hồn tan vỡ trước ngày mẹ lên đường. Ngày mai ngày mốt mẹ lên đường, biên biệt xa vời nẻo cố hương. Năm tháng ngậm ngùi nơi xứ lạ, mắt già hoen lệ tóc pha xương con biết một đi là vĩnh biệt lòng con thổn thức khúc bi ca hồn con rào rạt đau thương ấy chưa khóc sao mi đã nhạt nhòa những mảnh hồn tan vỡ ngày mẹ lên đường giữa tiếng phi cơ gào xé ruột mẹ nghe tiếng thét của con không mẹ đi thui thủi mênh mông nắng sao xác thinh không nỗi bão bùng Mẹ bước lên thang không ngoảnh lại. Mẹ ơi, mắt mẹ đã tuôn trào. Đôi dòng lệ ứa giờ tương biệt. Có đớn đau nào hơn khổ đau. Và những mảnh hồn tan vỡ. Sau ngày mẹ lên đường. Hàng cây rét mướt buồn hưu quạnh. Nhà mẹ đây hình bóng mẹ đâu. Lối chờ ai che màu áo cũ. Hồn con lãng đãng mộng xưa sau. Hỡi ơi đất rộng trời cao thẳm, hôn hút ngày qua khuất nẻo về chợt ngước nhìn lên lầu cửa đóng chập chờn ai đó dáng ai kia ngõ hẹp vang câu vọng cổ buồn hồn con rào rạt sóng muôn phương bây giờ mẹ ở nơi nào nhỉ mây trắng răng đầy mây nhớ thương với thi sĩ thơ là tượng hình thật của cuộc sống bao nhiêu biến cố bao nhiêu nỗi niềm chịu đựng bao nhiêu nghịch cảnh để con người lớn hơn mạnh hơn để có đủ sức đi mãi trên quãng đường trần thì thơ cũng chỉ là một phần đời sống để thơ tâm sự để thơ nói về để thơ sẻ chia để thơ còn là ánh nắng tươi còn là nụ cười hồng cho cuộc đời không phải toàn tăm tối nhưng trong sâu lắng thơ của thi sĩ vẫn chỉ là răng giặc đất trời những nỗi buồn đau nửa người, người vùi dưới đất đen bàn tay co cóc vương lên với trời hỏi đâu chiếc phận con người ngàn thiên cổ lụy tiếng đời nỉ non những thân phận trôi giạt những mảnh đời tan tác lưu vong hồn một nơi mà xác một nơi những lạc lõng muộn phiền những dằn vặt triền miên của đời đã qua và kiếp đang sống có phải là tâm sự của hơn một ai khác trong chúng ta cũng tấm lòng của người ở tần mà nhớ về đất tấn. Những vần thơ đã từ muôn triệu năm hiện hữu. Những chiếc lá vàng mùa thu hôm nay có phải là tượng hình nỗi sầu đã trải? Hồn gửi quê nhà sắc ở đây, ngàn trùng xa cách mãi đông tây. Nỗi sầu kim cổ ngoài vô tận, một sớm thu sang lá rụng đầy. Viết về một nhà thơ, nếu chỉ đọc những bài thơ thì có lẽ chưa đủ vào giang sơn của thi sĩ là bước vào một thời thế mà người thơ có mặt mà ngôn ngữ thơ tượng hình từ những suy nghĩ và dung cảm của thời thế ấy với chiến tranh có lẽ vương đức lệ có nhiều hệ lụy với thời thế ông cũng có nhiều liên quan thế mà hình như ông chỉ phớt qua những tâm tình ấy bị thương và mất một mắt khi làm trưởng đài phát thanh ở long an và bị tù khi tham gia vào cao trào nhân bản Việt Nam. Từ đề lao gia định, khám trí hòa, trại di 30 c có lẽ phải là những xúc cảm chính cho ngôn ngữ thi ca của ông. Nhưng trong tập thơ Vương Đức Lệ, mấy vần thơ còn sót lại trong trí nhớ. Chỉ có mấy bài họa hoàn. Theo nhiều người nói thì khi công an cộng sản đến xét nhà và bắt ông, đã tịch thu cả ngàn bài thơ như vậy có thể những bài thơ ấy bị mai một chăng thơ của ông có phải là những bài thơ xưa của những âm điệu cổ phong của quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai bôn lưu đáo hài bất phục hồi câu thơ xưa quân bất kiến hoàng hà ta bỗng dưng sầu thế kỷ qua tóc biếc xanh xưa giờ bạc trắng giữa đời địa võng với thiên la Áo cơm thế tử sao mà nặng, cốt nhục thâm tình cũng ngẩn ngơ. Nghĩa cũ càng mong gì đáp trả, mấy vần thơ úa mộng nam kha. Nghĩ quần ngày qua tháng lại qua, bạn đồng trang lứa há riêng ta. Thế thời ai vẽ tranh vân cầu, còn lại buồn hưu mấy tuổi già. Bẻ gươm quăng bút mai về đất, tráng sĩ hành ca khúc túy ca. Chờ tình hồn mê sầu cố thổ, thơ xưa quân bất kiến hoàng hà. Có người nhận định tuy thơ của ông nói nhiều đến những nghĩa trang, đến huyệt sâu, đến phút lâm chung đến lúc từ giã cõi đời. Nhưng không phải đó là một tâm trạng bi thương đầu hàng số mệnh. Trong bàng bạc cảm xúc vẫn thấy ẩn hiện đâu đó những màu xanh tinh khôi, những nụ mầm vươn lên từ cuộc sống và ở tâm trạng của một người hiểu ra được lẽ tất nhiên của vòng sinh diệt thì làm thơ như vậy cũng là một cách tạo ra cho riêng mình một thế giới một vương quốc thơ mang tên vương đức lệ viết về thơ một người vừa rời xa dương thế với tôi cũng chỉ là một cách thế để hiểu rõ hơn về người thơ đọc những bài thơ tưởng tượng ra những cảnh ngộ thi sĩ đã sống tìm trong chữ nghĩa một chút gì để lại cho đời sau viết chẳng phải để làm chuyện phê bình khen chê mà viết là để tìm lại một đời sống ẩn mật trong chữ viết thời tiết mấy bữa nay âm u cái lạnh lẽo buổi sáng cái mệt mỏi buổi chiều như đánh dấu bằng những trang thơ buồn trên xa lộ tôi đang tự hỏi có phải trời đất cũng muốn tưởng niệm một người thơ đã rời bỏ cuộc đời người viết Nguyễn Mạnh Trinh